Xin chào tất cả các bác của anh đây. Thì sau đây em sẽ test con 97 lợi tra là dòng rất là khủng, có công suất là 400W, nặng trên 30kg. Con này thì anh em nghi nhạc rất là hay, đặc biệt anh này đánh giải trung tuyệt vời. Khi anh em có thể ghép vang hát karaoke gia đình thoải mái, nó không kén loa nha, loa nào chơi cũng được vì công suất rất là khủng, chạy 16 sò. Và con này về thành phố Hồ Chí Minh và con này là về Hà Nội. Đây là dòng CD đời 5 QS10 kim giải mã DAC, rất là tầm tiền cho anh em. Giá chỉ là 12.500.000, có khiển riêng cho các bác nha. Đây, con này về Hà Nội rất là ngon. Khi anh em tội gì phải mua những con MD mà anh em không nghi được CD. Con đây vừa nghi CD hay, vừa làm giải mã DA. Cái mạch giải mã DA nó rất là hay nha. Đây là phần inbox DA đây, Corsia và Optical. Chỉ qua một nút bấm thì anh em có thể nghe nhạc mạng rất là chi tiết, cũng như là hỗ trợ cho anh em bớt phần nào. Và anh em nhớ đăng ký kênh hoặc mua hàng thì liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Rồi sau đây mời anh em nghe, em test ra mic luôn, chạy rất là tốt nha. Thank you.
giọt đắng men cay đến nay mới biết sống trong bạn bè người yêu xa ta cha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì alo 907 lợi ích tra, một con ly rất là khủng và đánh hầu hết dòng loa, tiếng rất là căng cũng như là tiếng sạch, và anh em hát karaoke thì thoải mái trong gia đình. Giá là 23 triệu cho anh em, giá đã bao ship cho các bác, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha.